Nhà Tây Sơn ở đây chính là triều đại của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, để phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh vì là cùng họ Nguyễn với nhau. Ngoài ra Tây Sơn cũng chỉ các lãnh tụ và quân khởi nghĩa xuất phát từ ấp Tây Sơn. Về thời gian thì nhà Tây Sơn được tính từ khi vua Thái Đức, tức là Nguyễn Nhạc lên ngôi vào năm 1778 cho đến khi Cảnh Thịnh bị bắt vào năm 1802. Tổng cộng được 24 năm và có 3 vị vua. Đầu tiên là Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc. Từ năm 1778 thì ông lên ngôi, nhưng 10 năm sau ông đã nhường ngôi hoàng đế cho Nguyễn Huệ, còn hạ mình xuống tước vương, là một tước hiệu dưới quyền hoàng đế, xưng là Tây Sơn Vương. Vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn đó là Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông đã mất đột ngột vào năm 1792, con là Quang Toản nối ngôi, tức Cảnh Thịnh Hoàng đế, trị vì từ năm 1792 đến năm 1802. Một trong những công lớn nhất của nhà Tây Sơn trong lịch sử dân tộc đó là việc tiến hành thống nhất và mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt Nam bị chia cắt bởi các cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn đó là Mạc, Trịnh, Nguyễn kể từ khi nhà Lê Sơ bị sụp đổ. Đồng thời triều đại này đã hai lần đánh bại quân xâm lược ngoại quốc, đó là quân Xiêm La, tức là quân Thái Lan, và quân Thanh, tức quân Trung Quốc ngày nay, bằng những chiến dịch quân sự thần tốc. Tuy nhiên, năm 1792, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đột ngột qua đời khi còn khá trẻ. Người kế vị là Quang Toản còn quá nhỏ, mới có 9 tuổi, nên điều này đã khiến nhà Tây Sơn không có lãnh đạo đủ năng lực. Ưu thế dần chuyển sang Nguyễn Ánh, một hậu duệ của dòng họ chúa Nguyễn nắm quyền trên đất Đàng Trong trước kia. Như vậy là triều Tây Sơn tồn tại được 24 năm thì sụp đổ sau khi Nguyễn Ánh tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt nhà Tây Sơn và thành lập nhà Nguyễn. Đối với nhà Nguyễn, nhà Tây Sơn bị xem là giặc phản loạn do họ đã đánh đuổi thế lực của chúa Nguyễn. Chính vì thế, nhà Nguyễn đã tìm nhiều cách để xóa bỏ uy tín và những di tích liên quan đến Tây Sơn. Nhưng những người mến mộ vẫn ghi nhớ các chiến tích và công lao của Tây Sơn. Ngày nay, nhà Tây Sơn được coi là một triều đại chính thống của Việt Nam. Hoàng đế Quang Trung được coi là người anh hùng dân tộc với những chiến công chống ngoại xâm và cũng là người đề ra nhiều cải cách quan trọng trong xây dựng đất nước. Vậy nhà Tây Sơn đã hình thành như thế nào? Trong thế kỷ 18 thì nước Đại Việt nằm dưới quyền cai trị chỉ gọi là tượng trưng của vua Lê, có danh mà không có thực. Quyền lực thực sự nằm trong tay hai gia đình phong kiến, chúa Trịnh ở phía Bắc kiểm soát nhà vua và điều khiển triều đình Thăng Long, và chúa Nguyễn ở phía Nam đóng đô tại Phú Xuân. Hai bên từng đánh giành lẫn nhau để có được quyền lực kiểm soát toàn bộ đất nước trong suốt nửa thế kỷ và đều tuyên bố trung thành với nhà Lê để củng cố quyền lực của mình. Cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh kết thúc vào năm 1672 và cuộc sống của những người nông dân ở phía Bắc của các chúa Trịnh khá yên bình. Trong khi đó ở phía Nam, các chúa Nguyễn dần dần sáp nhập Vương quốc Chiêm Thành và ảnh hưởng chính trị, quân sự lên Vương quốc Chân Lạp. Các chúa Nguyễn thường hỗ trợ quân sự cho Chân Lạp để Chân Lạp đánh lại một nước mạnh kế bên là nước Xiêm. Từ đó các chúa Nguyễn nhận các vùng đất từ Chân Lạp như món quà đền ơn, mở mang thêm lãnh thổ Đàng Trong về phía Nam. Từ giữa thế kỷ 18, người nông dân cực khổ và họ đã đứng lên khởi nghĩa ở cả Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong. So với Đàng Trong, phong trào nông dân Đàng Ngoài mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên đa phần các cuộc khởi nghĩa đều không thành công. Những người cầm quyền lúc đó như là Trịnh Doanh ở Đàng Ngoài và Nguyễn Phúc Khoát ở Đàng Trong vẫn có đủ tài năng uy tín để huy động lực lượng chấn áp các cuộc khởi nghĩa. Cuối đời chúa Nguyễn Phúc Khoát, ông trở nên lười nhác, ham hưởng lạc mà bỏ bê triều chính. Các quan lại cấp dưới cũng học theo thói xa xỉ đó, tham ô hối lộ vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Triều đình suy yếu, lòng dân chán ghét, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, báo hiệu sự cai trị của chúa Nguyễn sắp đến hồi kết, trong đó có cuộc khởi nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn. Quê gốc của ba anh em nhà Tây Sơn là ở làng Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo một số tài liệu mới công bố về hội thảo Tây Sơn, gia đình Nguyễn Nhạc có ít nhất là 4 anh em trai, chứ không chỉ là 3 anh em trai. Anh đầu là Nguyễn Quang Hoa. Quang Hoa có thể bị mất sớm hoặc vì lý do nào đó không tham gia lãnh đạo phong trào Tây Sơn nên không được sử sách ghi lại. Lớn lên, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ được đưa đến thụ giáo cả văn lẫn võ với những người thầy giỏi. Và họ đã phát hiện ra khả năng khác thường của ba anh em. Trong những năm đầu tiên, Nguyễn Nhạc đóng vai trò quan trọng nhất. Tương truyền, trước khi nổi dậy, ông từng đi buôn trầu nên được gọi là Hai Trầu. Sử nhà Nguyễn chép rằng ông được chúa Nguyễn giao cho việc thu thuế trong vùng, nhưng mang tiền thu thuế đi đánh bạc mất hết, cùng quẫn nên nổi dậy. Ban đầu quân Tây Sơn nổi dậy và dần đánh chiếm được nhiều vùng lãnh thổ Đàng Trong. Lúc này quân Trịnh nhân chúa Nguyễn suy yếu cũng kéo vào Nam, chiếm được Phú Xuân và đánh một trận với quân Tây Sơn ở Quảng Nam.
Để làm hòa, Tây Sơn đồng ý nghị hòa với quân Trịnh, sau đó sẽ mang quân vào đánh chúa Nguyễn. Chúa Trịnh đồng ý phong tước cho Tây Sơn và không đánh nữa. Quân Tây Sơn tiếp tục đánh chúa Nguyễn và dần dần chiếm được đất đai lớn mạnh, bắt đầu có sự tự chủ. Sau khi chiếm được phần lớn đàng trong, quân Tây Sơn đã đánh ra đàng ngoài, lật đổ chúa Trịnh, kết thúc cục diện chia cắt Đại Việt dài 200 năm giữa các chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Nhưng một điểm yếu chí tử của Tây Sơn đó là mâu thuẫn nội bộ. Sử sách không ghi chép rõ ràng về sự kiện mâu thuẫn giữa anh em Tây Sơn. Có tài liệu nói rằng Nguyễn Nhạc yêu cầu Nguyễn Huệ nộp vàng bạc lấy từ kho của họ Trịnh ở Bắc Hà mang vào Nam, nhưng Nguyễn Huệ không chịu. Hơn thế, Nguyễn Huệ lại xin Nguyễn Nhạc cho cai quản thêm Quảng Nam, nhưng lại không được chấp nhận. Do đó Nguyễn Huệ chủ động mang quân vào Nam để đánh người anh của mình là Nguyễn Nhạc. Cũng có ý kiến bàn thêm rằng chủ trương của Nguyễn Nhạc là tập trung tiêu diệt chúa Nguyễn, chỉ đánh phần đất của chúa Nguyễn để cai trị tại miền Nam và giữ hòa bình với Bắc Hà. Cho nên việc Nguyễn Huệ tự ý đem quân ra Bắc là trái ý với Nguyễn Nhạc. Ngay khi biết tin Nguyễn Huệ đánh ra Thăng Long, vua Tây Sơn đã vội vã mang quân ra Bắc, thực chất là để gọi em về. Mặt khác, Nguyễn Nhạc không yên tâm với sự phát triển thế lực riêng của em trai. Trong khi đó, là người có hùng tâm, Nguyễn Huệ có chủ trương tự lực phát triển ra ngoài tầm kiềm chế của anh trai mình, và việc bắc tiến của ông không hẳn vì lời khuyên của Nguyễn Hữu Trình hay ai đó. Đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn của anh em Tây Sơn. Ý chí của hai người rất khác nhau. Sử cũ ghi vắn tắt và thực sự là không rõ ràng về sự kiện này. Chỉ biết rằng khoảng đầu năm 1787, Nguyễn Huệ đã mang 60.000 quân Nam tiến về đánh Quy Nhơn. Theo thư của những linh mục Pháp, để có được 6 vạn quân Nam tiến đánh Quy Nhơn, thì Nguyễn Huệ đã bắt toàn bộ đàn ông ở Thuận Quảng làm lính, khiến nhiều vùng không còn đàn ông nữa. Nguyễn Nhạc bị vây chặt, bèn gọi tướng của mình là Đặng Văn Trấn đang ở Gia Định về cứu. Trấn vâng mệnh mang quân ra, nhưng đến Phú Yên đã bị Nguyễn Huệ bắt sống. Nguyễn Huệ nã pháo tới tấp vào thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc bị vây bức quá phải lên thành khóc xin em đừng đánh thành nữa. Nguyễn Huệ bằng lòng giảng hòa với anh. Tuy nhiên, theo một giáo sĩ phương Tây tại Việt Nam lúc đó, anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ tuy có mâu thuẫn, nhưng cho đến khi Nguyễn Huệ bắt được Đặng Văn Trấn, quân đội hai bên vẫn chưa thực sự đánh nhau, thì Nguyễn Lữ đã đứng ra điều đình và hai bên vì tình cảm trong nhà đã đồng ý giảng hòa. Thế rồi lãnh thổ đã được chia đều ra, Nguyễn Nhạc phong vương cho hai em, mỗi người chia nhau giữ một khu vực từ tháng 4 của năm 1787. Cụ thể, Nguyễn Nhạc xưng là Trung ương Hoàng đế đóng đô ở Quy Nhơn, Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương cai quản vùng đất Gia Định, Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương cai quản vùng đất từ đèo Hải Vân trở ra Bắc. Nguyễn Huệ giảng hòa và nhậm chức Bắc Bình Vương của Nguyễn Nhạc Phong, hai anh em lấy Bản Tân làm ranh giới. Như vậy là vua Thái Đức đã thỏa mãn yêu cầu được cai quản Quảng Nam của Nguyễn Huệ. Càng về sau, vua Thái Đức tức là Nguyễn Nhạc đã tỏ ra buông xuôi, không thể kiềm chế người em tài ba hơn mình. Nguyễn Nhạc quyết định nhường quyền lãnh đạo cho Nguyễn Huệ để nhà Tây Sơn không còn bị chia rẽ. Từ cuối năm 1788, Nguyễn Nhạc đã từ bỏ đế hiệu và niên hiệu Thái Đức, chỉ xưng là Tây Sơn Vương, viết thư cho Nguyễn Huệ chỉ xin giữ Quy Nhơn và nhường toàn bộ binh quyền đất đai cả nước cho Nguyễn Huệ, đồng thời cầu khẩn Nguyễn Huệ mang gấp đại binh và cứu Nam Bộ. Tuy nhiên lúc đó, Nguyễn Huệ dù biết lời cầu khẩn của anh trai trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh nhưng không thể vào Nam tham chiến vì 29 vạn quân Thanh do Lê Chiêu Thống rước về đã vượt qua biên giới. Nguy cơ phía Bắc là rõ ràng hơn. Thế là Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung rồi kéo quân ra Bắc và nhanh chóng đánh bại quân Thanh. Sau khi đánh bại quân Thanh, Quang Trung trở thành nhà lãnh đạo tối cao của triều Tây Sơn và là vị hoàng đế duy nhất cai trị tại Việt Nam. Bởi vì Nguyễn Nhạc đã bỏ đế hiệu, Lê Chiêu Thống đã chạy sang Trung Quốc, còn Nguyễn Ánh khi đó địa bàn còn nhỏ hẹp và chưa xưng đế. Tình hình với Quang Trung rất thuận lợi, ông có được uy tín lớn sau chiến công chống quân Thanh, được nhà Thanh công nhận là vị vua chính thống của Việt Nam, thay thế địa vị của nhà Hậu Lê, lại giải bỏ được mâu thuẫn trong nội bộ nhà Tây Sơn và nắm quyền lãnh đạo thống nhất. Từ đó, Quang Trung đã lập ra các chiến lược rất lớn nhằm triệt để đánh bại các thế lực đối địch và củng cố quyền lực của mình. Nhưng ông đã đột ngột qua đời vào năm 1792. Con là Quang Toản còn nhỏ tuổi lên nối ngôi, tức là vua Cảnh Thịnh. Không có nhiều lãnh đạo đủ năng lực, nhà Tây Sơn đã nhanh chóng suy yếu, nội bộ xảy ra tranh chấp rất loạn. Và đó là cơ hội cho Nguyễn Ánh. Năm 1801, Nguyễn Ánh nhận thấy tinh binh Tây Sơn đều tập trung cả ở chiến trường Quy Nhơn nên mang quân chủ lực vượt biển ra đánh Phú Xuân. Quang Toản thua chạy bỏ ra Bắc. Một năm sau, Nguyễn Ánh tiến ra chiếm được Thăng Long. Quang Toản không chống nổi, bỏ chạy và bị bắt. Nguyễn Ánh đã trả thù gia đình Quang Toản và những người theo Tây Sơn vô cùng tàn bạo. Quang Toản bị ngũ mã phanh thây, mộ của Thái Đức và Quang Trung bị quật lên, hài cốt bị giã thành bột, nhồi vào thuốc súng bắn đi, hộp sọ bị bỏ vào giò và giam ở trong ngục.
nhà Nguyễn đã ra sức truy sát những quan lại và hậu duệ của nhà Tây Sơn. Đến năm Minh Mạng thứ 12, tức là năm 1831, quan quân nhà Nguyễn vẫn tiếp tục truy tìm hậu duệ của Tây Sơn, bắt được Nguyễn Văn Đức là con trai của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Văn Đâu là con trai của Đức. Cả hai đều bị xử ngang lưng. Nhà Tây Sơn còn hậu duệ sót lại hay không, đến nay vẫn chưa rõ ràng. Và đó là cái kết của một vương triều vinh quang nhưng ngắn ngủi.